Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Shino của mình, Shino The Kinh My. Rất vui được gặp nhau trong clip thì hiện tại mình đang có mặt tại Game One Piece Fighting Pass. Và hiện tại thì giờ đang nắng vãi cả trưởng anh em ơi. Sáng giờ thì cũng không rảnh, định là hôm nay clip như bình thường rồi nhưng mà sáng giờ không rảnh anh em ơi. Giờ mới rảnh đây, giờ là 12 giờ, gần 12 giờ rồi. Lẽ ra định để chiều, up clip chiều luôn nhưng mà thôi thì thông tin nó đang hot cho nên mình tranh thủ mình quay luôn. Và có thể là clip này mình sẽ up lên vào khung giờ trưa 12 giờ hơn hoặc là 12 rưỡi gì đó, up cho nó kịp. Nói chung là chắc phải 12 rưỡi rồi anh em ơi. Tại vì quay xong clip này chắc phải tầm 12 giờ 10 rồi, 12 giờ 10, 12 giờ 15 gì đó. Rồi, tranh thủ luôn. Thì như thường lệ chúc em ngày vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe để kênh ủng hộ cho mình. Hôm qua thì buổi chiều game có livestream để đánh giải thì lúc đó mình cũng không có rảnh để xem nữa, thành ra là cũng không biết kết quả như thế nào, nhưng mà có thêm một cái thông tin rất là hay, đó là game công bố các cái nhân vật sẽ xuất hiện trong tương lai, thì lát nữa mình sẽ review cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ vô sự kiện trước đã để coi thử ai là người vô địch nha anh em, với lại mình có nhận được quà hay không, tại vì mình có lựa chọn nhân vật mà chiến thắng, cho nên là nếu mà may mắn thì mình cũng được hai vé vàng. Hôm bữa mình chọn ai ta? Ui, có khi nào mình chọn đúng cái người vô địch không ta? Đây anh em ơi, mình chọn nhân vật này hay sao nè? Đầu tiên là mình định chọn 486 nhưng mà sau đó thì lên group thấy có nhiều anh em bình luận là 486 không có ăn nổi đâu, cho nên kết quả là mình lựa chọn sang người thứ hai. Chứ mình cũng thực sự là mình cũng không biết là ai là người đánh ghê hay gì nữa. Và cũng đã mình cũng có thấy hình nhân vật cầm cúp rồi. Bây giờ mình qua mình xem tụi coi có đúng nhân vật nào. Hình như là áo đen, nếu là áo đen cho nên là chỉ một là người này, hai là người này thôi em ơi, người hai và người bốn. Thì giờ để mình vô coi thử nha. Ủa là sao hồi nãy rõ ràng nhớ là áo đen mà ta, quá tờ héo, bây giờ thành áo trắng anh em ơi. Nhưng mà cái khuôn mặt này thì tính ra cũng tựa như Oda nhở, ảo thiệt chứ. Ê, cái khuôn mặt này là mình thấy rồi, xong luôn. Như vậy là cái người mình chọn có vẻ là coi như là chắc chắn là không phải rồi. Ồ, như vậy chắc là người vô địch là người thứ ba hoặc thứ tư đi anh em ơi, nhưng mà đây nó không có hiện gì hết ta. Thôi thì mình vô nhận quà cho nhanh luôn đi ha. Như vậy là mình được cái quà này. Thảm thương thiệt anh em ơi. 50 ngôi sao cam với lại 10 bạn vàng. Thôi thì có đỡ không, coi như là quà vui vẻ anh em ơi. Ôi, dẹp qua cái chuyện đánh xếp hạng, đánh giải một bên thì hiện tại ngày hôm qua thứ mà chúng ta mong chờ nhất thì đã xuất hiện, đó là cái co de 10 vé vàng free mà bữa giờ chúng ta không chờ. Cứ tưởng là game không có nhưng mà cuối cùng thì đã có rồi anh em ơi. Nhưng mà đánh giải xong thì game mới cho nha. Co de 10 vé free. Hôm qua đến giờ là từ cái lúc mà có co de xong là rất là nhiều anh em nhắn tin cho mình, một bên là xin co de, một bên là đưa co de cho mình. Nói chung là anh em cũng tốt bụng vãi, có co de cái gửi cho mình liền luôn. Thank you những anh em đó rất là nhiều nha. Còn những anh em nào mà chưa biết đến Koje và chưa nhập Koje thì xem được clip của mình thì hãy nhập Koje nha. Mình sẽ để Koje dưới phần bình luận cho anh em copy cho được. Chứ mình để phần mô tả anh em không có copy được, cho nên anh em xuống phần bình luận nha. Để mình vô đây thử đã. Ôi, sự kiện này hết mất tiêu anh em ơi. Rồi ok, bây giờ mình nhập Koje cho anh em xem ha. Koje của chúng ta là được 10 vé vàng, khá là phê. Rồi, chúng ta sẽ vào đây và nhận Koje. Nhưng mà thấy có nhiều anh em bảo với mình là con dê này nhập nhanh đi không hết hạn nữa anh em ơi. Con dê này mình nhớ không nhầm là 10 vé vàng này thì đa số là kiểu nó sẽ cho tất cả và có thời hạn cũng khá là lâu. Và tất cả anh em đều sẽ nhập được chứ không có vụ mà hết hạn đâu nha anh em. Cho nên anh em cứ yên tâm nha. Đó, mình để đến trưa mình mới nhận vẫn được như bình thường nè. Đó, 10 vé vàng thơm ngon anh em ơi. Thơm ngon, mời anh em ăn nha. Ăn đi, trời ơi, 10 vé lần đó anh em ơi. Co de mình sẽ để phần mô tả nha anh em. Và cái hình của cái chữ của co de là chữ Trung Quốc nha. Thì mình nhập lại cho anh em xem này. Tiếng Trung nha anh em. Đây nè. Đó, anh em thấy chưa? Một vàng chữ Trung với lại có số 2 ở giữa nè. Với lại cái này thì chắc là số 2 là kiểu kỷ niệm 2 năm. Rồi ok. Có gì mình sẽ để dưới phần bình luận anh em copy sẽ được ha. Rồi, đó là xong phần nhận co de. Bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tiếp theo. Những cái nội dung hấp dẫn của các nhân vật sẽ xuất hiện trong tương lai mà game đã công bố. Thì ngày hôm qua sau khi đánh giải xong thì game cũng đã có công bố rồi anh em ơi. Đây, đây là một cái hình ảnh các vị tướng sẽ xuất hiện trong tương lai. Tất nhiên là hoàn toàn là chữ Trung Quốc. Đây, và hiện tại thì cũng đã được dịch ra rồi anh em ơi. Bao gồm Sabo nè, New World Kuyan, có nghĩa là Kuyan bỏ nhà đi bụi đó. Doflamingo, rồi Hero Gap, có nghĩa là ông Gap thời còn là anh hùng hải quân anh em. Gap còn... gọi là còn trẻ anh em, nhưng mà mặt thì cũng già rồi nhưng mà cũng dạng kiểu thời niên thiếu. Cái này là New World Frankie với là New World Usopp, có nghĩa là Usopp với lại Frankie Timeskip của băng mũ rơm. Như vậy thì băng mũ rơm sẽ có thêm hai nhân vật,
đó là Frankie với Usopp. Vẫn còn một vài nhân vật chưa ra nữa, ví dụ như là Brook với lại Chopper. À, còn ai nữa không ta? Có thể nói đến Jinbe nữa anh em ơi. Rồi, tiếp theo là Vego, Rebecca, Monet với lại Momonosuke, một nhân vật cực kỳ đặc biệt. Momonosuke nha anh em. Đó, thì bây giờ mình sẽ qua bên hình ảnh bên này cho anh em dễ hình dung hơn. Đây là một cái hình ảnh đã được gọi là kiểu ghép hình vô anh em ơi. Như vậy thì chúng ta sẽ nhìn sẽ dễ hơn. Giờ mình kéo sang đây xíu nha. Đây, thì các nhân vật ở đây bao gồm có Frankie, Timeskip. Còn cái hình này là hình đại tướng quân Frankie. Thì lúc này là Frankie đã gọi là kiểu điều khiển robot nha. Nhưng mà mình nghĩ trong skill của Frankie chắc chắn cũng sẽ có. Rồi, tiếp theo là Usopp, Timeskip. Thì hai nhân vật này chắc chắn sẽ là SS. Chắc chắn rồi, băng mũ rơm thì toàn là SS thôi. Cho nên Frankie với Usopp chắc chắn là sẽ được SS. Tiếp theo là ông Gáp dạng thời niên thiếu. Thì như mình nói đây là Gáp thời niên thiếu nha anh em. Đấy. Còn đây là Doflamingo, một nhân vật mình cực kỳ yêu thích và chắc chắn mình phải lấy cho bằng được. Ok, có thể gọi là idol của mình trong cái anime cũng như là trong game. Rồi, Rebecca thì mình nghĩ chắc sẽ là S. Rồi, Momonosuke cũng sẽ tương tự là S. Sabo thì chắc chắn sẽ là SS rồi. Và Kuyan cũng vậy, Kuyan này là Kuyan New World, Kuyan bỏ nhà đi bụi nha anh em. Nhìn hình ảnh rất là đẹp, rất là ngầu luôn. Kuyan này là Kuyan đã đánh nhau xong với Akainu rồi. Và tất nhiên là theo cốt truyện thì các nhân vật, một số những cái nhân vật xuất hiện ở bên Hazan thì có thể kể đến ví dụ như là Monet bên đây nè, với lại Vego. Đấy, hai nhân vật này là ở bên Hazan. Kuyan này cũng xuất hiện ở bên Hazan. Rồi kế đó là Momonosuke, rồi có cả Kinemon nữa. Nhưng mà Kinemon thì hiện tại đã được thống kê ở cái hình ảnh trước rồi. Còn Frankie với lại Usopp thì sẽ là Timeskip cho nên sẽ không nói đến. Thằng Domingo với lại Rebecca này thì sẽ xuất hiện ở map Rusura. Cho nên là sẽ không có phải ở bên Hazan, mà chúng ta sẽ đợi đến cốt truyện Rusura nha. Còn ông Gáp này thì mình cũng không biết lắm, nhưng mà nói chung là có tên ở trong thống kê, cho nên là chúng ta chờ đợi đi ha. Rồi, Sabo thì cũng tương tự sẽ xuất hiện ở Rusura, lần đầu xuất hiện ở Rusura trong cái map đánh nhau đấu trường. Đấy, kể đến một số điều đặc biệt đi, ví dụ như thằng Vego này thì cái trái ác quỷ của nó kiểu gồng cơ thể lên tím tím nên em nhìn cũng khá là thú vị. Thậm chí là có thể gồng vô cả vũ khí là một cái thanh trúc nữa. Quá là phê luôn. Thanh niên này bị thằng Lo hạ đo ván nè anh em. Rồi Monet thì ăn trác quỷ tuyết. Trác quỷ tuyết nha anh em. Kiểu vậy. Chứ không phải là Doan nha. Anh em nhìn thấy có dạng thú ở đây là do tộc của nó nha. Chứ không phải là do trác quỷ. Trác quỷ của nó là trái tuyết. Trái hơi tuyết gì đó. Thì Monet này đánh nhau với Yoro. Nhau Yoro bị Yoro hạ. Rồi tương tự thì Kuyan cũng có xuất hiện. À không, Domingo nhưng cũng có xuất hiện ở bên Hazan, cái đoạn mà Domingo với lại Kuyan này chạm mặt nhau nè anh em. Cái đoạn mà Doflamingo định giết Smoker á thì Kuyan xuất hiện cứu. Đó, đóng băng thằng Domingo lại. Anh em nào xem anime chắc chắn sẽ biết đúng không? Rồi, ok. Đó là toàn bộ những cái nhân vật mà được thống kê là sẽ ra mắt trong tương lai và sắp tới. Thật sự rất là hấp dẫn luôn anh em ơi, và anh em hóng chờ nhân vật nào thì để lại comment bên dưới nha. Rồi, ok. Đó là toàn bộ thông tin ngày hôm nay, mình chỉ làm clip ngắn đơn giản phục vụ anh em cuối tuần vui vẻ thôi ha. Bây giờ sang game nghịch xíu đi. Để mình nghịch game xíu nha anh em. Còn về nhân vật Luffy thì hiện tại vẫn chưa có thông tin gì luôn anh em ơi, rất là buồn luôn nha. Thằng Luffy không biết làm sao đây nữa. Mấy cái sự kiện ghẻ này thì mình bó tay rồi. Đang là sự kiện ghẻ thôi anh em ơi. Chắc có gì đặc sắc. Thiệt luôn á. Tàn sự kiện tàu lao vớ vẩn không à. Nhưng mà nói chung là có được cái Koji 10 vé cũng ngon, giúp cho mình tăng lên vé. Thì tại là mình đã được 32 vé rồi. Và thằng Lo này thì sẽ còn khoảng chính xác tính luôn ngày hôm nay là còn 11 ngày. Thì sẽ giúp cho mình cày thêm được khoảng 11 vé. 11 vé thì cái vé này nó sẽ lên khoảng tầm 43, cày tàn cho lên 50 đi ha. 50 với lại tính thêm thời gian bù trừ ra banner cho lên 60 đi. Nhưng mà còn thiếu 30 vé nữa để quay banner tiếp theo. Nhưng mà 30 vé đối với mình thì không xi nhê, cho nên mình lo được nha anh em. Ổn. Nói chung là ổn anh em ơi. Nhưng mà anh em thấy vé nó rất là cực khổ không? Thậm chí là sự kiện khi mình đã nhận được 8 vé free với lại thêm 10 vé ngày hôm nay nữa là tổng cộng là 18 vé, gần như là 20 vé luôn rồi. Mà vé của mình vẫn cực khổ thế này. Anh em thấy khó ghê không? Bởi vậy là kiểu cày chay free như thế này thì thực sự là muốn lấy được banner nào cũng có 90 vé để lấy, thực sự rất là khó luôn. Nhưng mà
bị một cái là mình đã cày khó rồi mà còn gặp thêm nhân phẩm nó đen nữa anh em ơi. Thề với nó banner nào cũng 90. Nên anh em xem clip mình là anh em cũng biết được đúng không? Banner nào cũng 90 hết anh em ơi thì sao mà chịu nổi. Thà cái 90 cái sau 70 đi, tiết kiệm được 20 còn để dành cho ngày banner sau quay nữa. Còn đằng này là ui, hôm qua mình quên điểm danh anh em ơi, nhưng mà cũng may là có on cho nên là nó cũng tính vô đây luôn, khỏe. Trời ơi mình nói thiệt là mình khổ. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe để kênh đầy đủ ủng hộ cho mình. Và anh em nhớ nhận coi game 10 vé vàng nha. Mình để dưới phần comment bình luận ấy. Bye bye anh em. Chúc anh em buổi trưa cuối tuần vui vẻ. Ok.